Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì việc sở hữu một chữ ký phong thủy sẽ giúp các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong công việc làm ăn, kinh doanh. Bởi vậy, những chủ kinh doanh hiện nay thường rất chú trọng cái việc lựa chọn chữ ký phong thủy. Tùy thuộc vào bản mệnh của mình thì các bạn sẽ có được những cái mẫu chữ ký hợp phong thủy nhất. Và hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn giải đáp cái vấn đề này. Mỗi bản mệnh khác nhau thường có những mẫu chữ ký không giống nhau. Cụ thể như là chữ ký cho người mệnh kim thì đối với những người thuộc mệnh kim, chữ ký nên lấy hình tròn làm chủ đạo. Có nghĩa là toàn bộ chữ ký sẽ có hình tương đối tròn hoặc là lượn tròn, tuyệt đối kỵ những cái đường gấp khúc, nhọn. Còn đối với những người mệnh thủy thì chữ ký nên chọn những nét gợn sóng, uốn khúc. Chữ ký nên có hình tròn, hình bán nguyệt và kỵ các hình vuông có góc. Theo phong thủy thì chữ ký người mệnh thủy mà có hình vuông góc thì sẽ không tốt, gây ảnh hưởng đến đường quan lộc và tài lộc. Những chữ ký dành cho người mệnh hỏa thì đây là người có chữ ký không yêu cầu bắt buộc phải theo quy tắc nào cả, ưu tiên những chữ ký có nhiều nét sắc nhọn, tuyệt đối không sử dụng hình bán nguyệt, lượn sóng, hình chữ nhật đứng đầu nhọn là có lợi nhất giúp cho việc làm ăn, kinh doanh. Còn đối với người mệnh thổ thì chữ ký đẹp và có lợi nhất theo phong thủy của người mệnh thổ là hình vuông, là hình chữ nhật nằm dài, tối kỵ chữ ký có hình chữ nhật đứng cao. Chữ ký của người mệnh thổ cần có sự ổn định, vững vàng. Các bạn có thể tham khảo một số những cái mẫu chữ ký mà mình show ở trên màn hình. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn order những vật phẩm phong thủy, tỳ hưu hoặc là vòng phong thủy thì có thể liên hệ tới số điện thoại 0983 131 528 để được tư vấn thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.